Đây, giới thiệu nhanh cái combo 3 tắc đơn ha. Đây, mẫu ADB này ha, đây, mẫu mới này, qua mặt bên trong mà đổi mới hoàn toàn này, ha. Đây. Chưa? Này bát này, này chép này. Vậy đây mình gắn đơn giản chép này, bát này. Ok, sẵn tiện đây mình test trên cái loa chiên loa kéo này ha, âm thanh phải nói là cực tốt ha. Rồi cái trải nghiệm thực tế mình sẽ thấy được âm thanh loa như thế nào ha. Rồi test nhanh qua về âm thanh ha. Sử dụng điện trực tiếp 220, muốn sử dụng bình thì